quý vị và các bạn, việc chúng ta ngồi lâu một chỗ, ngồi sai tư thế làm việc với máy tính nhiều hoặc là làm các công việc nặng nhọc sẽ khiến các cơ bị đau mỏi và cảm giác này sẽ tăng lên nếu như chúng ta bước vào tuổi trung niên. Chính vì thế mà một chiếc gối massage như là BRMG147 sẽ giúp cho các bạn chăm sóc cơ thể, thư giãn và lấy lại cân bằng sau ngày dài làm việc mệt mỏi. Gối massage BRMG147 có kiểu dáng chỉ như một chiếc gối đầu khá nhỏ gọn. Gối có 4 đầu xoay kết hợp với đèn hồng ngoại sẽ xoa bóp vào các cơ và huyệt đạo tại vùng đau mỏi, giúp giảm tình trạng căng cơ, xua tan những cơn đau mỏi khó chịu. Sản phẩm hỗ trợ tăng cường sự trao đổi chất của các tế bào và cải thiện tuần hoàn máu, giảm đau, căng cơ và đẩy lùi những cơn mệt mỏi hiệu quả. Bi massage tác động vào các huyệt đạo giúp xoa bóp vào các vùng cơ bị khó chịu. Tính năng xoay chuyển 360 độ đảo chiều liên tục của các đầu bi tạo ra những xung điện nhịp nhàng tác động vào các mô tế bào vùng huyệt đạo. Tia hồng ngoại tác động hiệu quả trong việc giảm đau, giảm thâm tím và hồi phục tổn thương, hỗ trợ hiệu quả trong việc điều trị bệnh xương khớp nhức mỏi ở người già. Gối massage có đèn hồng ngoại BRMG147 sử dụng và thiết kế khá đơn giản, có ngõ cắm vào để kết nối với nguồn điện qua adapter. Đây chính là các con lan massage với 4 đầu bi nhiệt và hồng ngoại. Vỏ gối massage. Khóa kéo các bạn có thể tháo rời phần vỏ gối này. Ngoài ra thì còn đi kèm điều khiển cầm tay để các bạn sử dụng các chức năng. Công tắc nguồn và tách gối massage. Nút chọn nhiệt hồng ngoại. Nút chọn đảo chiều sang bên trái. Nút chọn đảo chiều ngược lại. Hướng dẫn sử dụng gối massage BRMG147. Kết nối nguồn điện cắm vào các thiết bị massage. Bật khởi động thiết bị, các đầu massage bắt đầu xoay tròn. Ngồi thoải mái, ấn nhẹ phần cơ thể bạn muốn massage và chuyển dần trọng lượng lên thiết bị massage. Dừng massage hoặc thay đổi vị trí massage hoặc áp lực lên thiết bị nếu bạn cảm thấy đau đớn hay khó chịu. Không siết chặt bất kỳ phần nào của cơ thể, đặc biệt là bàn chân, bàn tay và ngón tay giữa các đầu quay massage. Tiếp theo, nhấn nút đảo chiều trái hoặc phải để kích hoạt các hướng massage mong muốn. Bạn có thể bật chức năng nhiệt riêng biệt bằng cách nhấn nút nhiệt. Chức năng nhiệt cũng có thể được kích hoạt mà không cần khởi động chức năng massage. Thiết bị này có chức năng tắt máy tự động, được thiết lập với thời gian hoạt động tối đa 15 phút. Bấm nút nguồn lần nữa để tắt thiết bị. Không sử dụng thiết bị massage lâu hơn 15 phút. Gối massage BR thích hợp massage ở nhiều vị trí như đầu, gáy, vai, lưng, chân, tay, giúp bạn có giấc ngủ sâu hơn. Sản phẩm tiện lợi khi sử dụng tại nhà, văn phòng hay mang theo đi du lịch. Sự là thoải mái quá các bạn ạ. Chỉ sau 10 đến 15 phút mỗi ngày sử dụng chiếc gối massage có đèn hồng ngoại BRMG147 này là các cơn đau mỏi kinh niên của bạn sẽ giảm đi rất là nhiều đấy. Các bạn có thể dễ dàng đặt mua gối massage này trên website meta.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến hotline tại Hà Nội 024-3568-6969 hoặc tại Hồ Chí Minh 028-3833-6666. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.